Mazda CX-8 2023 phiên bản mới đã được cho ra mắt, xe được trang bị thêm động cơ turbo. Hơn 18 tháng tính từ ngày ra mắt lần đầu tiên tại Nhật Bản, Mazda CX-8 2023 mới sẽ bắt đầu được phân phối đến các thị trường bên ngoài Nhật Bản. Được sản xuất tại nhà máy Inocom ở Malaysia, Mazda CX-8 2023 mới có ngoại thất tương tự như lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu xe dành cho thị trường Nhật Bản. Đó là tấm lưới tản nhiệt mới la răng hợp kim 19 in, bổ sung thêm các chi tiết chrome bên ngoài. Bên trong, bộ phụ kiện tiêu chuẩn đã được nâng cấp như Apple CarPlay không dây, sạc thiết bị không dây và gương chiếu hậu không khung. Ghế Zanapur Deep Red cũng có thêm chức năng thông gió, phiên bản hiện tại chỉ có sưởi ghế. Cấu hình chỗ ngồi tùy thuộc vào thứ bậc xe, với bản cơ sở được bố trí 2 cộng cộng 7 chỗ, trong khi các phiên bản cao cấp hơn được bố trí 2 cộng cộng 6 chỗ. Hệ thống Mazda e cũng được nâng cấp để kiểm soát hành trình thích ứng ở mọi tốc độ và phanh khẩn cấp tự động hoàn toàn ở tốc độ cao. Các tính năng khác như giám sát điểm mù với cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau, camera 360 độ và đèn chiếu sáng tự động. Về động cơ, tại Malaysia là thị trường Đông Nam Á, đầu tiên có mẫu xe CX-8 sử dụng động cơ 2,5 lít 4 xi lanh tăng áp, kèm theo hộp số tự động 6 cấp. Động cơ này tạo ra công suất 228 mã lực và lực kéo 420 N đồng thời có thể sử dụng xăng RON 91 Mazda CX-8 Turbo mới cũng sẽ là biến thể duy nhất có hệ dẫn động tất cả các bánh toàn thời gian. Trong khi đó, phiên bản dẫn động cầu trước tiếp tục sử dụng loại động cơ 2,5 lít hút khí tự nhiên, cho công suất 192 mã lực và mô men xoắn 258 newton. Mức giá của Mazda CX-8 2023 phiên bản Turbo mới chưa được hé lộ, nhưng nhà sản xuất cho biết sẽ lần lượt giới thiệu ở Thái Lan, Việt Nam và Philippines. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.